你们一定都听过关于他的故事。Tây Du Ký xin kính chào quý vị và các bạn. Tây Du Ký 1986 gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt. Mỗi khi nghĩ lại, người ta lại cảm thấy thích thú. Thế nhưng để sản xuất được một bộ phim có chất lượng tốt vào thời đó rất khó khăn khi mà công nghệ chưa được phát triển, phương tiện thô sơ là chủ yếu. Thời điểm phim được tiến hành sản xuất là giai đoạn gian khổ nhất. Mỗi thành viên trong đoàn chỉ có 0,5 nhân dân tệ, khoảng hơn 1.000 Việt Nam đồng để ăn cơm. Với khoản tiền ít ở này, dàn nhân viên nam trong đoàn đã rất khổ sở khi làm việc ở những thành phố lớn vì 0,5 nhân dân tệ chỉ đủ để mua một cái bánh há cảo nhỏ xíu mà thôi. Cuối cùng đạo diễn đã phải bỏ tiền túi ra để mua cơm cho mọi người. Một trong những vật dụng nguy hiểm nhất đoàn làm phim chính là dây cáp treo. Có một lần Sa Tăng, Diêm Hoài Lễ đang treo mình trên không thì dây cáp bỗng nhiên bị đứt và rơi xuống người quay phim Vương Sùng Thu. Hậu quả là vị quay phim xui xẻo này đã ngất xỉu ngay tại chỗ khiến cả đoàn làm phim rối loạn. Vì không có kinh phí nên đoàn làm phim thường tận dụng mọi thứ bao gồm sợi dây cáp từ lớn như dây thừng bị mòn nhỏ thành sợi dây len. Vì vậy, mỗi lần Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới An Toàn đặt chân xuống đất là cả đoàn làm phim lại vỗ tay chúc mừng vì tai qua nạn khỏi. Trong phim, Tôn Ngộ Không là hỏa nhãn kim tinh, thị lực cực kỳ tốt nhưng thật ra Lục Tiểu Linh Đồng lại cận đến 6 độ. Vì khao khát được vào vai gia truyền nhà mình mà ông đã cố ý giấu chuyện này. Hậu quả là bất cứ ai diễn cặp với Lục Tiểu Linh Đồng đều bị ông cầm gậy phang vào đầu. Thời gian sau đó, không còn ai dám nhận lời đóng cặp chung với ông nữa. Đạo diễn Dương Khiết cũng bắt đầu nghi ngờ về chuyện này vì bà phát hiện Lục Tiểu Linh Đồng múa võ cực kỳ tốt. Sau thời gian dài gặng hỏi, bà mới phát hiện ra Lục Tiểu Linh Đồng bị cận thị nhưng lại không thích mang kính sát trồng vì không thoải mái. Nhiều người vẫn tưởng Tây Du Ký 1986 có 41 tập nhưng thật ra nó là hai phần phim và được phát sóng cách nhau đến hơn 10 năm. Từ năm 1982 đến 1986, đoàn làm phim chỉ sản xuất được 25 tập. 16 tập còn lại có thể coi là phần tiếp theo vì được sản xuất từ năm 1998 đến 1999 để bổ sung những kiếp nạn thiếu trong phần trước. Thập niên những năm 80, hiệu ứng kỹ xảo còn rất hạn chế. Trong khi đó, Tây Du Ký lại là bộ phim thần thoại, phải sử dụng nhiều kỹ xảo, hiệu ứng đặc biệt. Theo Ti Ao, trong các phân cảnh Tôn Ngộ Không giải cứu Đường Tăng Điều Nhã, một làn khói có phép thuật cắt đứt sợi dây thừng trói sư phụ. Nhưng thực chất làn khói đó được tạo ra bằng chính thuốc lá. Thậm chí, nhiều khán giả còn cảm thấy và thương cho Lục Tiểu Linh Đồng và thắc mắc không biết anh phải hít bao nhiêu khói thuốc để hoàn thành cảnh quay. Nếu Thủy Hử gây sốc với màn dùng hổ thật cho cảnh quay võ tòng đả hổ, Tây Du Ký còn chơi lớn khi sử dụng con trăng thật trong tập 11 Tuyệt Vực Biến Thông Đồ. Tập phim này là phần 2 của Tây Du Ký được phát sóng năm 2000. Trước đó, nhiều người cho rằng con mãng xà tinh trên màn ảnh chỉ là sản phẩm của Photoshop hoặc một đạo cụ của đoàn phim. Theo Sina, trên thực tế đạo diễn Dương Khiết đã sử dụng một con trăng thật còn sống, được mượn từ người quen để đạt hiệu quả tốt nhất cho cảnh quay trong phân cảnh Tôn Ngộ Không chiến đấu với mãng xà tinh. Đạo diễn Dương Khiết đã cho con trăng thật vào đóng. Không may là con trăng thật đã trốn thoát ra bên ngoài khu rừng nhân lúc đoàn phim đang bận rộn chuẩn bị cảnh quay. Khi thông tin này được tiết lộ, hầu hết cả ekip Tây Du Ký đều tỏ ra vô cùng hoang mang và lo sợ. Sina khẳng định, trong giai đoạn này, các diễn viên và nhân viên hậu kỳ can đảm lấy mạng sống ra đánh đổi cho những thước phim quý giá nhất. Khi kết thúc cảnh quay, con trăng đã được nhân viên tìm thấy và trả lại cho đạo diễn Dương Khiết. Hậu trường Tây Du Ký 1986 vẫn còn rất nhiều điều chưa được tiết lộ hết sau hơn 3 thập kỷ. Xin mời mọi người cùng mê Tây Du Ký vén màn những câu chuyện hậu trường của bộ phim kinh điển này ở những video tiếp theo nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại!